những nụ cười rạng rỡ vui tươi. Những điều đáng tiếc chưa đẹp vẫn đang xảy ra. Và những nỗi đau mất mát. Hơn hết là những con số biết nói. Trong 10 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh xảy ra 398 vụ tai nạn giao thông, làm chết 212 người, bị thương 285 người. Riêng tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, sinh viên xảy ra 54 vụ, chiếm tỷ lệ 13,6%, làm 30 em bị chết, chiếm tỷ lệ 14,2%, và 66 em bị thương, chiếm tỷ lệ 23,2%. Vậy, bạn, tôi, chúng ta phải làm gì? Hành động hôm nay, ngày mai, hay ngay lúc này, liệu chăng chưa phải là quá muộn?